Sau khi ngân hàng nhà nước nới hạn mức cho vay của một số ngân hàng và mở các gói vốn kỳ hạn dài, nhiều ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất cho vay. Giới phân tích kỳ vọng đây sẽ trở thành xu hướng trong thời gian tới. Thống kê cho thấy đến nay đã có 12 ngân hàng cam kết giảm tiền lãi để hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp và người dân với mức lãi suất giảm từ 0,5 tới 3% một năm. Cụ thể, ngân hàng SHB cho biết đã triển khai chương trình hỗ trợ giảm lãi suất từ 1,5 đến 2% một năm cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, ưu tiên hỗ trợ giảm lãi suất trong các lĩnh vực như nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự án xanh. Các doanh nghiệp đang cần vốn để gấp rút sản xuất các mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu cuối năm. Tương tự, VIB áp dụng chương trình giảm lãi suất đến 1,5% cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ vay kinh doanh trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2022 đến 30 tháng 6 năm 2023. Ngân hàng MB có những gói ưu đãi riêng giảm từ 0,5 đến 1% một năm cho các lĩnh vực ưu tiên sản xuất, xuất nhập khẩu. Trước đó, các ngân hàng đã thông tin sẽ giảm lãi suất cho vay gồm Agribank, Vietcombank, HDBank và ACB. Ngày 9 tháng 12, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành thẩm vấn Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty Alibaba và 22 đồng phạm trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Theo các luật sư, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội, đồng thời đặt ra câu hỏi về vai trò trách nhiệm của chính quyền các địa phương nơi có dự án ma của Alibaba. Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, Nguyễn Thái Luyện khẳng định bản thân không lừa đảo. Bị cáo cho rằng nội dung cáo trạng có nhiều điểm không đúng sự thật, gây oan sai như cáo buộc dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Vì theo bị cáo Nguyễn Thái Luyện, công ty Alibaba đã làm đúng luật đất đai, có hợp đồng mua bán công khai với khách hàng. Còn để đảm bảo về quyền lợi của khách hàng thì công ty cổ phần địa ốc Alibaba là người sẽ cung cấp thêm hợp đồng quyền lợi cho khách hàng với lãi suất cam kết. Trường hợp mà chủ đầu tư không thực hiện được như mong muốn thì sẽ thu mua lại là 18% trên 6 tháng. Hoặc là trong số mà lứa như vậy thì đã mua lại của bao nhiêu người, không mua lại của ai chưa? Xin thưa chủ tọa là mua lại của hàng ngàn người rồi. Theo cáo trạng, Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân đã thành lập để đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án ma. Sau đó, bị can thông qua công ty Alibaba quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu để lừa bán cho hàng nghìn khách hàng. Nên theo các luật sư, việc cam kết mua lại đất với giá cao là thủ đoạn lừa đảo và cáo trạng truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người, đúng tội. Cơ quan nhà nước xử hình sự về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là xác đáng, đúng người đúng tội. Bản thân chúng tôi đã cảnh báo từ những năm 2017-2018 và cũng chỉ ra là hành vi này là phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không phải vào thời điểm này khi phiên tòa phá nhiều kỷ lục diễn ra, mà ngay từ thời điểm những năm 2017-2018, báo chí truyền thông đã cảnh báo rất nhiều về chiêu trò mánh khóe của công ty Alibaba. Nhưng công ty này vẫn hoạt động mạnh và lừa đảo hàng nghìn nạn nhân. Vậy nên, vai trò quản lý, giám sát của chính quyền các cấp ở những địa phương có dự án ma của Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm cần phải được đặt ra. Báo chí và các phương tiện truyền thông là đăng rã rã mỗi ngày, giống như báo Thanh Niên là đăng 86 bài. Nhưng mà người địa phương không đi kiểm tra, không đi giám sát và không có một cảnh báo nào cho người dân được biết là những dự án này không có thật, những dự án này là xây dựng đất nông nghiệp, những dự án này là những dự án ma để các nhà đầu tư họ có một cái nhìn nhận tốt hơn là với để họ đưa ra cái quyết định của mình. Tôi nhớ rằng không lâu khi mà Alibaba tiến hành một dự án ở Thủ Đức, Củ Chi, khi chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trả lời dự án này chưa thực hiện được do chưa đúng quy trình thì lập tức là Alibaba rút ngay. Trong lúc đó, các cái dự án khác ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, người ta thực hiện trống rỗng cờ mở, thì vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương ở chỗ nào, trách nhiệm quản lý nhà nước ở đâu? Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.500 người với số tiền chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng. Vụ án này một lần nữa cho thấy người dân thiếu thông tin tìm hiểu,
và chính quyền địa phương cũng chưa thực sự quyết liệt với những hoạt động có dấu hiệu phi pháp ở các dự án ma. Trong những năm qua, chính sách bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt là trong đó, đối tượng học sinh, sinh viên cũng được thụ hưởng nhiều lợi ích từ chính sách này. Nhiều năm qua, Quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi trả cho rất nhiều bệnh nhân là học sinh, sinh viên mắc các bệnh nan y, mãn tính với chi phí lớn lên tới hàng tỷ đồng, giúp các em và gia đình giảm gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh, có thêm động lực để yên tâm điều trị bệnh. Bệnh nhân 16 tuổi này bị tai nạn giao thông khi vừa điều khiển phương tiện, vừa đeo tai nghe để nghe nhạc. Tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não, mất máu nhiều, tiên lượng nặng. Việc điều trị cho bệnh nhân khá khó khăn, chưa kể đến chi phí điều trị lớn. Nếu không có bảo hiểm y tế chi trả, thì đây là một khoản tiền rất lớn với gia đình bệnh nhân. Những di chứng thì chắc chắn là sẽ có, vì với những tổn thương nặng như thế, đặc biệt là ở cả hai bên bán cầu thì sẽ ảnh hưởng đến thứ nhất là tâm thần kinh của người bệnh, vận động cũng như là những cái biểu hiện tâm thần khác. Tuy nhiên mà để đánh giá chính xác những cái tổn thương do chấn thương này thì cũng phải cần có thời gian và cũng phải sử dụng các phương pháp can thiệp chẩn đoán hình ảnh hiện đại khác như cộng hưởng từ tuyến máu não và tập cộng hưởng từ chức năng. Tuy nhiên đấy là những công việc của thời gian trước mắt, sau này. Còn hiện tại thì Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cũng đã tập trung tất cả các nguồn nhân lực từ thuốc men, máy móc, trang thiết bị để cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân. Trung bình mỗi ngày, khoa khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội tiếp nhận khoảng 1.000 bệnh nhân đến thăm khám. Trong đó, số bệnh nhân ở độ tuổi học sinh sinh viên dao động từ 100 đến 150. Hầu hết bệnh nhân đều sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Với mua bảo hiểm y tế đúng là nhân văn, thì nếu mà mình mà không có sử dụng thì người khác cũng giúp đỡ một phần cho người khác bị bệnh. Và cái mà bảo hiểm y tế thì giá cũng không có đắt, một năm thì không có nhiều. Và đặc biệt là khi mà người ta mà được cái bảo hiểm đó chi trả thì người ta sẽ được chi trả những cái xét nghiệm về cơ bản nhất. Thế còn đôi khi bảo hiểm nhân thọ thì tôi cũng thấy là được chi trả các cái tiền đấy, nhưng mà họ chi trả ngày giường thôi. Còn nếu như mà cần những cái mà vượt quá cái mức đấy thì họ cũng không có được chi trả, mà trong khi bảo hiểm y tế thì có thể là chi trả được cái số lượng là nhiều hơn thế, nếu như mà người bệnh thực sự là cần thiết và thực sự mà cần phải can thiệp các phẫu thuật thủ thuật thì vẫn có thể được chi trả đến mức tối đa. Các bác sĩ cho biết hiện đang là giai đoạn Hà Nội có dịch sốt xuất huyết. Cũng bởi thế, số học sinh sinh viên bị sốt xuất huyết phải nhập viện cũng tăng cao. Với trường hợp nhẹ, chi phí khám và thực hiện các xét nghiệm chỉ vài triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp nặng phải nhập viện điều trị, chi phí có thể lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng. Do đó, nếu không có bảo hiểm y tế thì gia đình các em sẽ phải chi trả một số tiền khá lớn. Bệnh nhân là học sinh sinh viên ấy, đến trong dịp này, đặc biệt là dịp sốt xuất huyết này thì cũng tương đối là nhiều. Bởi vì có thể là các bạn học sinh sinh viên ở ngoài giờ đi học ấy còn có thể tham gia các cái công việc làm thêm, ví dụ như là đi làm shipper hoặc đi làm tại các cửa hàng, nên là nguy cơ mà bị nhiễm bệnh cũng rất là cao. Và các bạn vào viện thì trong tình trạng là ví dụ như sốt xuất huyết ấy, thì có bạn thì cũng có dùng bảo hiểm y tế và có bạn thì không. Nhưng mà nếu những bạn nào mà không có dùng bảo hiểm y tế thì thực sự là cái chi trả về tiền mặt, về tiền viện phí thì khá là cao. Bởi vì đối tượng học sinh sinh viên thì bạn cũng biết đấy, là những người mà không có thu nhập hoặc là thu nhập không nhiều. Và mỗi lần vào viện thì nếu như chỉ sốt xuất huyết đơn thuần thôi thì ngày nào cũng phải xét nghiệm máu rồi cộng thêm các cái xét nghiệm để bác sĩ có thể theo dõi được ý. Thì cái chi phí đấy có thể lên đến vài triệu, thậm chí vài chục triệu. Với những trường hợp mà nặng thì có thể mà phải, trong trường hợp mà nặng mà phải lọc máu thì có thể số tiền còn nhiều hơn nữa. Trước đó, theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2021, cả nước có hơn 2,4 triệu học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Với gần 4,8 triệu lượt khám chữa bệnh, với số tiền được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả là 1.981 tỷ đồng. Tương tự, 8 tháng đầu năm 2022, cả nước có gần 2,2 triệu học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Với trên 3,9 triệu lượt khám chữa bệnh, với số tiền được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả gần 1.770 tỷ đồng. Trong đó, rất nhiều trường hợp học sinh sinh viên đi khám chữa bệnh đã được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí điều trị lớn. Cụ thể, từ năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, có 1.293 học sinh sinh viên được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh từ 100 đến 200 triệu đồng. Có 476 học sinh sinh viên được chi trả chi phí từ 200 đến 500 triệu đồng. 44 học sinh sinh viên
được chi trả chi phí trên 500 triệu đồng. Cá biệt, có 3 trường hợp được chi trả lên đến hơn 1 tỷ đồng.